Ôi, ngày đầu tiên về nhà chồng mà như thế này đây. Cô nấu gì cho tôi ăn thế này? Hả? Mẹ. Con không phải bênh vợ con nữa. Mẹ ơi, con xin lỗi ạ. Đã làm bữa hôm nay không được chu đáo. Mẹ bỏ qua cho con ạ. Thôi được rồi. Cùng là phụ nữ với nhau. Tôi cũng không làm khó cô nữa. Học vấn cô đã không bằng con tôi. Tôi đã không nói làm cái gì. Đã không có học thức thì cũng phải có tài có đức chứ. Chắc không biết nấu cơm nhỉ. Tại công việc của con nhiều quá nên. Tôi không biết cô làm cái gì. Nhưng đã lấy chồng thì phải theo nhà chồng. Mà đã kết hôn rồi là phải sinh con. Mà phải sinh con trai thì tôi mới nuôi đấy. Chứ còn sinh con gái á, đưa về quê cho bố cô nuôi. Tự bọn con có thể nuôi được ạ. Em, mẹ nuôi em từ bé nên là mẹ có rất nhiều kinh nghiệm. Sau này nhá, lương của con trai tôi sẽ giữ. Mẹ ơi, mẹ quá đáng quá rồi đấy ạ. Con gái không có học thức thì phải có đức có tài ạ. Thế thì mẹ đức hạnh quá rồi. Con không thể nấu đồ ăn ngon cho mẹ được, nhưng con có thể kiếm ra được rất nhiều tiền. Năng lực của con hơn mẹ rất nhiều. Mẹ nghĩ mẹ có thể nuôi nổi con sao? Còn nữa, cách nuôi dạy con của mẹ đúng là quá nuông chiều. Thế nên giờ này vẫn là đứa con nít đấy. Mẹ lo mà chăm sóc cho con trai cưng của mẹ đi. Con không hầu nổi nữa rồi. Thưa mẹ. Em. Con chào mẹ ạ. Chào ba ạ. Con giới thiệu với mẹ. Đây là Ly, là bạn mẹ của con. Chào bác ạ. Nhìn cháu chắc vừa quê lên có phải không? Dạ bác. Từ con cóc ghẻ bây giờ tự dưng biến thành con thiên nga, cháu nghĩ thế nào? Bác ạ, bác nói thế là ý gì ạ? Mẹ nói thế thôi nhưng không có ý gì đâu. Em đừng để bụng. Đã dám bước chân vào nhà này ấy, cô phải học cho đủ các nguyên tắc. Đừng để cho nhà này mất mặt. Bác, có gì thì bác cứ nói thẳng với cháu ạ. Thứ nhất, phải mang thai trước khi kết hôn. Gì cô ạ? Em, mẹ nói thế là đúng mà. Như thế rất là tốt, mẹ vui của nhân đôi lắm. Thứ hai, đã mang thai là phải con trai với con người nối dõi tâm đường. Cháu không đồng ý. Cô mà lại dám cãi tôi ạ? Kiểu em nghe lời mẹ anh đi, sau này nhất định anh sẽ đối xử tốt với em. Tôi không cần, sau này anh đi mà đối xử tốt với mẹ anh. Tôi không thể yêu một người không có lập trường như anh được. Chúng ta đi mua sắm, đi xem phim cũng phải gọi điện về để hỏi mẹ anh à? Ngay cả đồ lót một màu gì cũng phải xin mẹ anh sao? Cả một buổi nói chuyện chỉ một mình mẹ anh nói. Tôi chịu quá nổi rồi. Bác ạ, cháu khiến bác phải thất vọng rồi. Người nhà quê như cháu có cho không thể mở ngôi nhà như này đâu. Chào bác. Anh, em có bầu rồi. Thật á? Yes! Thế là anh sắp được làm bố rồi. Anh bảo mẹ anh mang sính lễ ra hỏi cưới em nhá. Vui quá. Ly có bầu rồi ạ. Ôi dồi ôi, thế thì mừng quá. Cuối cùng mẹ cũng sắp sửa có cháu bé rồi. Thì mẹ mang sính lễ ra hỏi cưới cho con đi. Nó có bầu rồi thì có gì phải sính lễ. Cứ thế sang đón, đợi mình hoàn tiền. Không được. Nhà mình cưới hỏi cũng phải đàng hoàng chứ. Ôi sao mà con bóc thế nhỉ. Cứ để từ từ nhá, cái thai nó to dần lên. Nên mình không cần phải sang hỏi như thế lên. Tự người ta sẽ dắt con gái người ta về đây, biết chưa? Anh, bao giờ anh mới sang hỏi cưới em? Mẹ không muốn bọn mình cưới nhau à? Không phải là như thế, mẹ anh chỉ muốn sang một chuyện thôi. Không mang tiền hay là sính lễ gì cả. Vậy em sẽ qua gặp mẹ anh. Chào bác ạ, cháu cũng nghe anh Hưng nói rồi. Có phải bác không muốn mang sính lễ sang cưới hỏi cháu đúng không ạ? Không. Bố mẹ cháu ở quê cũng đã nói rồi. Vấn đề không phải là tiền sính lễ, mà đó là lễ nghi. Thế nên không thể thiếu sính lễ được ạ. Thế thì cô cứ bảo bố mẹ cô ở quê chờ đi nhá. Tôi cũng phải bàn bạc lại. Chờ, lại chờ ạ? Bụng cháu sắp to đến nơi rồi, thì làm sao mặc được váy cưới nữa ạ? Cưới thì càng tốt, càng đỡ một khoản tiền chứ sao. Hay là mình bỏ tiền sính lễ đi được không? Được rồi, váy cưới có thể không có, kết hôn cũng không cần có luôn. Anh Hưng à, chia tay đi. Sao lại chia tay? Thế còn con của chúng ta thì làm sao? Chẳng có con nào ở đây cả. Thôi có ra là em lừa anh à? Tôi không làm như thế, thì làm sao biết các người đối xử với tôi như vậy? Em chẳng có cơ hội gì. Chẳng có cơ hội nào cả, anh lo cho mẹ anh đi. Chào. Em